Cho nên là cô ta đã ở nhà. Rồi, vi bông nào. Vi bông tiếp tục nào. Sao out found enough chọn câu nào hai đứa? Hai đứa? Đúng rồi, câu 2, phát âm ED nào, chọn nhanh luôn, nhìn phát chọn liền đi. Nhìn phát chọn liền. Crazy. Mấy kêu kêu là gì, là tờ. Bạn bông còn nhớ không? Hay là quên hết rồi bông ơi? Câu phát âm ED á, còn nhớ cách phát âm không? Có. Rồi câu 3 đi, nhấn âm. Laser, diving, movie là âm 1, origami là âm 3. Khoanh vào đây. Ancestor này, curious, heritage, tradition. Nói rồi, tradition, nhấn âm 2. Cuộc sống ở thị trấn nhỏ thì thanh bình hơn ở một thành phố lớn. Đây, so sánh hơn con. So sánh hơn, thanh bình hơn. Thanh bình hơn nhiều, much more peaceful, much more peaceful, thanh bình hơn nhiều. Rồi, câu 9, câu 10, câu 11, suy nghĩ nhanh. Mấy cái này đề thi rút ra đấy. Mạo từ đề là một. Ơi, con, chị của cô ấy bị cảm ngày hôm qua nên chị của ấy ở nhà. Bởi vì dính mưa hả? Dính mưa. Bởi vì chị của tôi bị ốm ngày hôm qua. À, thay đổi thôi, bỏ cái show này đi. À. Chị bỏ nghĩ không đổi, quên. À, nha. Đây này, viết y chang cái từ này. Viết y chang cái này, bỏ sâu đi. Sâu là vì thế, còn vì con là bởi vì. Thì chúng ta đảo vị trí thôi. Này, con dịch cho con rất là thuận lợi này, rất là thuận miệng này. Bởi vì chị tôi bị ốm ngày hôm qua. Bởi vì chị tôi bị ốm ngày hôm qua. Gì nữa? À, cô ấy đã ở nhà. Câu 3 thì quá dễ rồi. Cô ấy rất là nhỏ, quay không thể lái ô tô được. Cái enough này chắc chắn thi giữa kỳ nó ra nha. Enough chắc chắn ra đó. Thì nó có ra thì hiện tại anh Thành được thì quá trời thì có đó. Thì là cái đề nào chả có. Cô ấy không đủ tuổi. She isn't old enough to drive a car. She isn't old enough to drive a car. Viết hợp với. Rồi, bông vi. Bông vi này. Rồi, hoa ban, lễ hội hoa ban của người Thái được tổ chức khi nào? Con phải chọn là tháng nào chứ? Đây này, điền vào đây này, điền cái tháng vô lại, điền cái từ vô. Week month. Có từ month mà, đâu phải when. Không có month thì con xài when nha. Bây giờ có month đây con phải xài week. Nhớ bông. Tháng nào, cái từ week thì là nào, cái nào đấy. Câu số 10 vì lễ hội cồng chiêng được tổ chức thường niên ở Tây Nguyên. Hàng năm á. Hàng năm The Gong Festival e Hell. Ở đây chúng ta phải chọn một trạng từ con ơi. Trạng từ. Lễ hội này được tổ chức hàng năm ở Tây Nguyên. Được cái từ yearly với annually đều là hàng năm cả. Xong rồi cô. Chắc xong rồi, xuống bài dưới làm luôn đi. Cô kéo xuống em không thấy. Đấy, nhìn thấy một mớ này. Nhanh lên 9 giờ nghỉ. Tôi cho anh chị bù giờ thêm xíu. Hai đứa hôm giờ học hành có nhiều bài không? Vi Bông. Học có nhiều bài không? Thật á hả? Học nhanh quá hay là sao con? Khó? Ý là dạy sơ sơ quá hả? Bạn có lỗi yên thì nói là tiếng Anh không hả? Ờ, hiểu mới ghê á. Rồi ngồi ngáp ngáp thì học ở nhà mất tập trung. Chết. Mấy môn khác thì sao? Học có tốt không? Tạm được con. Covid ra ngoài sợ quá. Hôm giờ có đi đâu không? Tiêm Covid chưa? Tiêm vaccine chưa? Mới tiêm một mũi cô. Ừ. Hôm tiêm này có bị sốt nhiều? Tê tay chân khủng với cô. Có sốt không? Chóng mặt buồn luôn không? Không cô. Ờ, à, vậy là đỡ khỏe. Khỏe đó. Rồi con chọn cho cô câu D. A newly. A newly.
thường niên nhá. Nhớ luôn ra chọn câu này luôn. Rồi, what color is gì? Ở đây chắc chắn phải có the rồi, có từ of này. Các thấy không? Có mạo từ. Ở đây phải xài mạo từ rồi, có từ of ở đây là the. Ủa không có the à? What color is gì? A good luck for the hoa. For the hoa. Biểu tượng may mắn của người hoa là gì? Màu sắc may mắn, màu sắc biểu tượng may mắn của người hoa là gì? Ở đây lẽ ra phải có mạo từ the ở đây này mới đúng này. Câu 12, do you love it viết tắt như thế nào? Trong sách có đấy. Hôm trước hè mình học đó. Hè mình có học nha. Do you love it? Ừ, viết tắt. Rồi, deadline, đằng sau deadline là động từ thêm in thôi. Hôm trước hè học rồi. Rồi câu 14. Tôi nghĩ rằng cuộc sống ở miền quê thì quá nhàm chán và không thuận tiện ha, bởi vì không có gần với cửa hàng và các dịch vụ, không thuận tiện là inconvenient con ạ. Rồi con tiếp tục câu dưới đi, suy nghĩ đi. Rồi Nhi, câu 1 là gì? Chemical character Christmas children, con chọn children cho cô. Câu số 2, couch out odd counter và how, chọn odd cho cô. Câu số 3, reserve the là stay the sim the visit tiệt đọc này nhá, chọn luôn. Tiếp theo tele, cái nào dễ đọc trước? Television experiment là chữ i rồi, exhibition là chữ i rồi, immigrate là chữ i rồi, vậy thì chọn câu b nha. Giờ đây cho mà mùi covid dính nhờ. Đi vào đi dính covid nhá. Rồi tiếp tục đi Nhi, nhanh người con, 8:51 rồi. Rồi vi bông, du khách tìm thấy rằng cao nguyên thì sao? Tây nguyên thì như thế nào? Ở đây thiếu một tính từ con ạ, chúng ta thiếu một tính từ ở đây. Trong đám này cái nào là tính từ? Vi bông, cái nào tính từ bông? Không được. Không được, tính từ là adjective. File cộng với tân ngữ cộng tính từ nha, đang thiếu tính từ đấy. Câu 16, những người nông dân, người mà làm việc ở đâu rất là hạnh phúc với nụ cười tỏa nắng vào những ngày hè. Nông dân làm việc ở đâu? Paddy Field. Câu 17 nè. Tôi có hai cái vé tới trình diễn cồng chiêng á. Bạn có muốn đi không? Có chứ. Rồi câu 18, sự thật rằng Iman là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng của người ED có phải không? Nó đang bảo, nó nói sao? Có thật là Iman là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng của người ED phải không? Exactly, chính xác đấy. Rồi closest là đồng nghĩa này, may mắn. Đồng nghĩa may mắn là gì? Luckily này, buồn à, phiền này, phiền phức này. Phiền phức đâu? Câu nào là phiền phức? Câu A. Đồng trái nghĩa này, cẩn thận này, careful là cẩn thận, bất cẩn là từ nào? Carelessly, bất cẩn. Cái này là thiểu số này, thiểu số, đa số là majority là đa số. Rồi bài này làm lâu lắm. Rồi, hôm nay học tới đây đã, nghỉ nhá. Cô. Ừ. Rồi Nhi sửa nhanh nghỉ con. Câu 1 là khúc mua. Câu 1 nè. Tủ lạnh bàn. Ở đây chỉ có cái cupboard hợp lý thôi, trong phòng bếp. Đừng có vào, hãy đợi bên ngoài, outside. B, C. Câu 3. That with C. Câu 3 là quá khứ đơn. Cột 2. Nhưng mà nhận, tại vì nhận có chữ from là phải nhận, nhận là phải receive. Câu số 4, anh ấy không có đủ gì, có đủ lớn để mà lái xe máy.
Infinity. Mình nói tu tu năm A. Move around the A. Rồi, mu giờ á, hiện tại đơn. Lan có một cái vé xem phim, vì thế cô ấy B. sẽ We will rồi. all Không được, go phải là going to, ở đây có to see là đấy không? Thì phải là going to, tương lai gần. Tôi có thể sửa xe đạp của tôi. Tự sửa là gì? tonight. My Rồi. same. Chúng ta hãy đặt cái thảm giữa cái này và cái Ở kia thì dễ giữa, rồi. between, Chúng ta chu thì phải remote, là ót rồi. ở câu đó, Tiếp ở câu theo, vừa, would you like to come to my house for dinner tonight? Tôi thích là, lắm nhưng mà không đi được. ai để lại tôi, Tôi có thể nói chuyện với Nancy không? Xin lỗi, cô ấy đi ra ngoài rồi. sorry. Alexander Graham Bell được sinh ra vào ngày 3 tháng 3 năm 1847. Ngày tháng năm. Ở đây Âu phải là enough rồi. Missy Vui sẽ về nhà trễ, Nam phải tự nấu ăn. À, đại từ phản thân, chắc chắn thà thì. Sau khi mẹ bố mẹ chết thì thằng nhóc này được chuyển tới đâu? Trại mồ côi. Câu này này chia thì nè, sân là chủ ngữ số ít. Write thêm sờ vào. Hiện tại đơn đó. Ngày hôm qua thì chắc chắn là quá khứ rồi. Quá khứ thì là gì? Bên tiệp thôi. Nam không có đủ tuổi để chu bi. À, ok. Có rất nhiều mây đen trên trời. Mây đen trên trời là dấu hiệu của thì hiện tại, là của tương lai gần sắp xảy ra. It's going to rain. Có dẫn chứng rồi, nó là tương lai gần nhá. Mây đen trên Going trời rồi. to Xong, đến đây nghỉ thôi, bữa sau làm tiếp. Yeah.